Chùa Phước Bổ tọa lạc tại ấp Thành Hòa, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay do thầy Thích Nguyên Chấn trông coi. Chùa Phước Bổ được thành lập năm 1936 do một nữ Phật tử có bí danh là Bà Phật Mẫu xây dựng để làm nơi che giấu cán bộ hoạt động cách mạng. Vì bà là thành viên của đoàn thanh niên tiền phong. Lúc ban đầu, ngôi chùa này được cất tại một vùng sâu thuộc ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy. Về sau bị thực dân Pháp phát hiện, nên bà Phật Mẫu chuyển về hoạt động tại vùng Lấp Vò, An Giang. Ngôi chùa được giao lại cho Hòa Thượng Thích Thiện Huệ trông coi. Năm 1942, Hòa Thượng Thích Thiện Huệ đã cho di dời chùa về ấp Thạnh Hòa, gần quốc lộ 4, nay là quốc lộ 50, trên phần đất 5.000 m² và 2.700 m² đất ruộng do ông Ngô Văn Phương hiến cúng. Ban đầu, chùa được dựng lên bằng tre lá đơn sơ để làm nơi thờ cúng, tu tập của Hòa Thượng và cũng như là nơi quy ngưỡng lễ bái của tín đồ Phật tử địa phương. Đến năm 1952, chùa Phước Bổ được đại trùng tu với kiến trúc bán kiên cố, mái lợp ngói, vách tường, nền trắng xi măng khang trang hơn. Năm 1967, Hòa Thượng Thích Thiện Huệ viên tịch, chùa Phước Bổ được giao lại cho ông Ngô Văn Năng, là con trai của ông Ngô Văn Phương, người hiến đất làm chùa, cùng cháu là ông Ngô Văn Lụ trông coi hương khói. Năm 1985, ông Ngô Văn Năng mất, ông Ngô Văn Lụ cũng già yếu, nên đến năm 1987, nhận lời mời của gia đình họ Ngô cũng như lời yêu cầu của tín đồ địa phương, thầy Thích Nguyên Chấn đã về trụ trì chùa Phước Bổ cho đến ngày nay. Năm 2010, thầy Nguyên Chấn đã cho trùng tu lại chánh điện với kiến trúc kiên cố như hiện nay. Do tuổi cao lại có nhiều bệnh duyên, khó có thể tiếp tục đảm nhận các Phật sự tại bổn tự, nên thầy Nguyên Chấn đã làm đơn thỉnh nguyện với ban trị sự Phật giáo các cấp, đề cử đệ tử là sư cô Thích Nữ Diệu Hưng đảm trách mọi Phật sự tại chùa. Ngày 7 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 21 tháng 11 năm Đinh Dậu, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo kết hợp đạo tràng chùa Phước Bổ đã tổ chức lễ triển khai quyết định bổ nhiệm giám tự chùa Phước Bổ cho sư cô Thích Nữ Diệu Hưng. Thế nhưng duyên trần ngắn ngủi, sau thời gian bị bệnh, sư cô Thích Nữ Diệu Hưng đã xả báo an tường về cõi Phật vào ngày 28 tháng 9 năm 2021.
từ đó đến nay, thầy Nguyên Chấn tiếp tục trông lo Tam Bảo. Nhưng vì có nhiều bệnh duyên, nên phần nhiều các hoạt động tại chùa đều do Phật tử thay phiên thực hiện. Chùa Phước Bửu cũng được Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo công nhận danh hiệu cơ sở thờ tự văn hóa vào ngày 15 tháng 11 năm 2014.